được truyền hơi ngựa vẫn còn pha phụ thủ hay của các cô gái áo cam rất nhiều cơ hội để đại diện thổ nhĩ kỳ có được chiến thắng ở xét đấu này rất khó để phòng thủ trên lưới thành công những quả đập của Boskovic. Và trận đấu đầu tiên đã khép lại với chiến thắng thuộc về Eja Sibasi. Vẫn còn. Tiếp tục là Boskovic. Hàng sau của Eja Sibasi cũng rất tuyệt vời. Djokovic cùng các đồng đội đang cho thấy một sự toàn diện của mình. Bao nhiều xe quanh. Bóng ngoài sân. Của đập lỗi của Darius. Và trận đấu thứ hai đã khép lại với chiến thắng rất cách biệt cho đại diện của Thổ Nhĩ Kỳ. Bước một tốt và phẩm quá hay của các cô gái áo cam đăng cài giải vinh các câu lạc bộ nữ thế giới thì hoàn toàn có thể làm nên chuyện ở giải đấu này bóng trong sân thêm một pha phong bóng tuyệt vời của Sahin 25-18 là tỷ số của set đấu thứ ba